Đây, hôm nay tôi bắt gặp rồi nhá, nói nhiều ông không tin. Đây này, cái con nham hồ này nhá, đây này, là nó ở trong này, free, đây này đúng không, mình mua miễn phí free trong này, con 95. Thì ông này, thanh niên này, đây cấp bao nhiêu đây, cấp 116. Đấy, SS được một con, đời cuối, thứ chất 4K này này. Đấy. Nếu tất nhiên là nếu như mà tính trên cái phương diện nó là PK ấy, thì bây giờ không ai dùng con này. Con này bây giờ chỉ dùng để đánh quái hoặc là đi trai hoặc đi phó bản các thứ thôi. Thế nhưng mà cái dân sưu tập nó lại rất là thích. Cái những người mà có thú vui sưu tầm pet hoặc là làm bộ sưu tầm pet, người ta rất là thích. Thế là đâu là bạn cũng có được một khoản khá khá rồi, mặc dù là đấy là làm giàu không khó. Đúng không? Thì nó bán 200k đương nhiên rồi, nhưng mà tôi nói là những cái người mà người ta PK ấy, đúng không, thì người ta sẽ không mua, chỉ những cái người mà người ta chơi theo cái thú gọi là sưu tầm vét, thích sưu tầm đấy, hoặc thích của lạ đấy, thì người ta vẫn mua đấy. Nhưng nhìn chung là ở trong shop thì mua bao nhiêu thích thì bao nhiêu, chả mất gì cả đúng không, đấy thì mất thời gian nét nét thế mà thơm rồi. Mang con này đi phó bản, ví dụ như là đi mấy phó bản thì rất ngon đấy. Gì đây, đây này, võ hồn này có cùi quá không anh, thực ra là được em ơi, đây cái này mới nó gọi là chắc mỹ này, cái này nó mới gọi là chắc mỹ này. Cái thân của nó không được 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 800 sàn nhé, cái thể của nó cũng không được 800 sàn đấy, cái này bù trừ đi đâu ở cỡ là 7 7 7 7 80 7 80 đi, hai cái bù trừ nhau, cái này thì hơn tí, cái này là cỡ hơn hơn 80 tí đúng không, thì cái này nó mới gọi là chắc mỹ này. Thế không phải là cứ võ đấy, cái này đến tận đây này, tận 1022 này đúng không? Em có cái ví dụ như là 1.000 thôi, điểm nó cao vống lên chỗ này tận 430 mấy, 420 mấy, tổng nó là 800 tận năm mấy. Cái này nó không giống như băng băng phách thần châm đâu. Cái này điểm này không quan trọng, miễn là toàn mỹ. Còn nó ngon hay không ấy là do số phận rồi. Chứ không phải là điểm toàn mỹ thấp 1.000 sát đít mà điểm nó thấp đâu, không phải. Nên chơi game các ông phải quách tỉnh chỗ đấy, nhiều thằng nó lừa lừa nó bán cho các ông, ví dụ như là cái này toàn mỹ 1098 này, đấy, nên là thôi. Ông nên nhìn vào cái điểm ấy, cái điểm khi mà ăn lên cái 100 ấy, cái đấy nó mới quyết định. Còn tất nhiên là võ hồn thì tôi nói với các ông là võ hồn nó là linh hồn của ác, thế nhưng mà cái lựa chọn ấy, các cũng nên lựa một cái ngon ngon một tí, bèo bèo nhất thì phải 800 sàn, còn những cái nào dưới 800 ấy thì cho clone mặc đi, nó không nếu thì mặc tạm, mặc tạm sau rồi kiếm cái nào ngon hơn thì thay. Điểm nó cộng lên tới 800 điểm, thế mà nó không gọi là linh hồn của ác thì nó là cái gì? Một cái món đồ chế này của các ông nhá, một món đồ chế, tôi cứ nói đồ chế 9x đi, thì giỏi lắm cứ cho trung bình nó hơn trăm tí lại có tất cả thuộc tính mà, nhưng mà thể thường thường là cỡ cái thấp nhất là cái 9A 99 9697 đúng không, thì cái cao nhất là cái liên ấy thì 101, thì chúng ta cộng trung bình vào cứ cho tính 100 điểm đi đấy, một cái võ hồn nó cân được 8 món đồ, 800 mà đúng không, cần được 8 món đồ để nó không gọi là linh hồn của ác thì là gì. Ngoài ra vì cái võ hồn nó cộng nhiều như vậy, thế cho nên là cái phần trăm ăn theo từ cái thần khí, nó ăn theo tất, thần khí là một, long văn có 14% máu là hai, băng vách thần trầm nghĩa là ba, đấy nó ăn theo hết. Còn cái gì có phần trăm nữa nhỉ, chắc hết rồi đấy. Đây hiểu đây các bạn, đấy dù hái điểm thì đây chọn danh vọng tắt cấp anh ạ, đấy tầng 1 chọn thể lực
Đấy, ngoài thế. Đó. Đẹp rồi đấy. À, đẳng cấp không? Đẳng quá đẳng cấp. Máu lên này. Ừ. Máu lên rồi. Lên 100 điểm máu. À, mình chắc định chơi bên áp này mà. Là chưa chơi 8x bao giờ. Làm ác để so găng với mấy thằng cu kia bán thế nào. À đấy còn lấy giáp nữa, thằng nào có chung thì có giáp 5% nữa đấy, quên quên rồi, đúng rồi, cái 5% đấy là nó cũng ăn theo cái đấy đấy. Nên là võ hồn mới là linh hồn của ác là vì thế đấy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi thằng cờ mà nó chưa rep, chưa rep anh em ạ, chưa rep chưa rep. Thế khả năng là chưa đổi được rồi, chưa thấy rep. Thôi để đây vậy, mình đi thay võ hồn trước nhá. Ai làm mà vâng lệnh chứ nhỉ, nhưng mà không có vàng, không vàng rồi. Không vàng anh em ạ. À, thế nên nháy thử lệnh bài chứ, nháy thử lệnh bài chứ. Ông nào có vàng không cho xin in. Thì tôi bán đi. Đấy, võ hồn toàn mỹ này. Cái này thì trên 800 nhiều lắm. Ô, cái này đẹp thế này. 399, 399, 45, 45 rồi. Cái này ghê nhỉ. Đấy, tổng là hai cái thể thân khét lẹt này. À, 814, 814 này. Cái này. Còn cái nội cao phết này. Cái nội là 829. Đến phết đấy. À đấy còn cái mão nữa đúng không? Ồ cái mão, phần trăm của cái mão nữa. Đấy quên đấy, các ông nhắc mình nhớ đấy. Để tôi dân thường nên là quên, bọn đại gia là có cái mão này. Võ hồn lại quen rồi gì? Võ hồn lại quen rồi mà. Ông nào có dư vàng không? Bán tôi ít. Làm gì đây? ABC bang chủ gì đây? Chưa chưa thấy hiệu ứng lệnh bài đây, chắc chưa có. Gao đen, thằng đen xì xì nó ra đây rồi.